Chào các bạn, hôm nay phong thủy may mắn lại tiếp tục luận giải về tử vi năm 2020 của những người sinh năm 1980 canh thân. Phong thủy may mắn xin tiết lộ đôi điều về vận trình tử vi tuổi thân năm 2020 không được tốt cho lắm, con đường sự nghiệp nhiều chông gai thị phi bủa vây. Dù là cố gắng có thể đạt được thành công nhưng cơ hội để thăng tiến chẳng được là bao. Phong thủy may mắn tặng miễn phí cho bạn Thái Tuế Phù là bùa may mắn trong năm 2020. Các bạn hãy liên hệ với phong thủy may mắn để nhận được phần quà này nhé. Đầu tiên thì hãy cùng phong thủy may mắn khái quát chung về tuổi canh thân sinh năm 1980. Con giáp thuộc niên mệnh này, bản mệnh nạp âm là Thạch Lự Mộc, có ngày sinh từ 16 tháng 2 năm 1980 đến 14 tháng 2 năm 1981. Đầu tiên thì chúng ta cùng xét về nam mệnh. Sự nghiệp năm canh tí của người canh thân có bước tiến trong sự nghiệp nhưng không quá rực rỡ. Bạn tìm được những cơ hội để rèn luyện và phát huy điểm mạnh của bản thân. Nhờ thế mà công việc có những dấu hiệu tích cực, đặc biệt nếu bạn làm trong những dự án hợp tác kỹ thuật kinh tế. Nhưng vì Thái Tuế lộ xuất thương quan nên bản mệnh thường rơi vào trạng thái nóng nảy bất động. Đây là khắc tinh trên con đường thăng quan tiến chức, khiến bạn thường nảy sinh xung đột mâu thuẫn với cấp trên. Bạn có lòng tự trọng cao nên thường không chịu thỏa hiệp với đồng nghiệp mà luôn khăng khăng theo ý của mình. Việc hợp tác không suôn sẻ như trong tưởng tượng. Nếu tuổi canh thân muốn thành công trong sự nghiệp thì sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức, cần phải thay đổi bản thân mình để thích nghi với hoàn cảnh, không nên nóng nảy bốc đồng đắc tội với người cấp trên. Năm 2020 thì tuy bản mệnh có cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân nhưng cơ hội được thăng chức không cao. Để công việc được suôn sẻ, gặp ít sóng gió, khuyên anh chị nên thỉnh bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân. Vòng tam hợp quý nhân dùng để chiêu quý nhân, khi được quý nhân giúp đỡ thì công việc hanh thông, thuận đà phát triển. Bát bảo tâm kinh đem lại bình an, may mắn, gia tăng phúc đức, phúc lộc. Khi phúc lộc tăng thì công danh sự nghiệp cũng theo đà mà phát triển. Về các mối quan hệ xã giao thì nếu mệnh chủ hạ cái tôi của mình xuống, chịu lắng nghe ý kiến của mọi người thì bạn sẽ xây dựng được những mối quan hệ khá là tốt đẹp, có ích trong tương lai. Còn xét về tài lộc, năm 2020 tuổi canh thân gặp sao lộc tồn, vì thế mà phương diện tài lộc của bản mệnh đạt ở mức bình ổn. Mặt tốt là bạn có thể đạt được thành tích tốt trong các lĩnh vực tài chính, kỹ thuật, nhờ đó mà tài lộc có cơ hội thăng tiến. Tuy nhiên để đạt được như lý tưởng thì bạn cần phải tốn nhiều công sức và tâm huyết. Mặt không tốt là do ảnh hưởng của phi liêm, bản mệnh cần phải cẩn thận với các nguy cơ về tài chính, tránh để bản thân rơi vào tình trạng thất thoát tiền bạc hoặc thậm chí là phá sản. Bản mệnh cần phải chú ý không nên đưa ra những quyết định nóng nảy, vội vã, tránh uống nhiều bia rượu khiến đầu óc không tỉnh táo, ảnh hưởng không tốt đến cơ thể. Hạn chế đến những nơi hỗn tạp như quán bar, vũ trường, thường xuyên thì có thể giảm bớt được những ảnh hưởng không tốt đến con đường tài lộc của bạn. Để tài lộc tăng thì hãy sử dụng bát bảo tâm kinh. Bát bảo tâm kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là hình tượng tám bảo vật của nhà Phật tượng trưng cho sự bình an may mắn, mặt sau là bát nhã tâm kinh và ngũ bộ chú giúp gia tăng phúc đức phúc phần. Phúc phần tăng thì tuyệt nhiên tài lộc cũng tăng, công danh sự nghiệp thăng tiến. Ngoài ra thì bản mệnh có thể tích cực tham gia các hoạt động ngoài trời, đến những nơi có không khí trong lành để thư giãn, giảm thiểu áp lực, lấy lại tinh thần làm việc. Xét về tình cảm thì chuyện tình cảm của người canh thân không mấy lý tưởng trong năm 2020 bởi cả nam và nữ đều khó gặp được đối tượng thích hợp. Tuy nhiên thì nhân duyên của bản mệnh lại khá tốt, con giáp này có thể phát huy những điểm mạnh của bản thân để thu hút sự chú ý và lấy thiện cảm của những người khác giới. Song riêng nữ mệnh thì lại cần phải thận trọng hơn trong vấn đề này, nên học cách phân biệt với người tốt và kẻ xấu. Bản mệnh không nên quá nóng nảy bốc đồng, làm việc không suy nghĩ bởi điều đó sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới hình tượng, khiến cho người khác giới có những suy nghĩ không hay về con người bạn, khiến chuyện tình cảm và hôn nhân đều gặp trở ngại. Muốn cải thiện tình trạng này thì bản mệnh có thể thường xuyên tham gia những buổi giao lưu gặp gỡ giữa bạn bè lành mạnh, ít đến những nơi ồn ào, khí trường hỗn loạn. Với những bạn chưa lập gia đình thì để có được sức hấp dẫn hơn với người khác phái thì nên thỉnh khổng tước phỉ thúy. Khổng tước phỉ thúy là vật phẩm phong thủy hàng đầu về nhân duyên. Nó được thiết kế bằng đá phỉ thúy, trên đó có hình tượng chim công được làm bằng bạc 925. Chim công là biểu tượng của sự sang trọng, quý phái, quyền quý cao sang, nên đây là một trong
trong những vật phẩm phong thủy hàng đầu về kích tình duyên. Với những người đã lập gia đình thì để vợ chồng hòa hợp hạnh phúc, anh chị hãy thỉnh ngay khổng tước phỉ thúy mang bên mình. Trong trường hợp bạn tình của mình có dấu hiệu ngoại tình, bồ bịch linh tinh thì hãy sử dụng gà trống hoặc là kiếm gỗ đào để hóa giải nhé. Còn xét về mặt sức khỏe của người canh thân thì ít nhiều chịu ảnh hưởng của hung tinh bạch hổ và phi liêm. Trong năm 2020, bản mệnh dễ mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp hoặc các bệnh vặt như là đau đầu, cảm cúm. Vì vậy, bạn cần phải chú ý về ăn mặc này, đặc biệt là mỗi khi thay đổi thời tiết, cơ thể chưa kịp thích nghi. Có những lúc chuyện thị phi bàn ra tán vào của người xung quanh cũng gây tác động không tốt đến sức khỏe của tuổi canh thân, nhất là sức khỏe tinh thần. Chính vì thế mà người tuổi này cần tránh hết sức việc tham gia vào những chuyện mâu thuẫn, tranh cãi, chú ý giữ hòa khí với mọi người. Một điều nhịn bằng 9 điều lành. Bản mệnh nên có chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc và cũng không nên quá mức buông thả bản thân mình, gây ra những tác động không tốt. Nếu có thể thì cần tránh đến những nơi u ám, tập trung nhiều sát khí, khiến vận khí của bạn chịu ảnh hưởng. Tích cực tham gia các hoạt động rèn luyện cơ thể, thư giãn tinh thần sẽ có tác động rất tốt đến sức khỏe của bạn. Sức khỏe kém trong năm, hãy thỉnh bát bảo tâm kinh để đem lại bình an sức khỏe. Bát bảo tâm kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là hình tượng tám bảo vật của nhà Phật tượng trưng cho sự bình an may mắn, mặt sau là bát nhã tâm kinh và ngũ bộ chú giúp gia tăng phúc đức phúc phần. Phúc phần tăng thì tuyệt nhiên sức khỏe cũng tốt, làm gì cũng tràn đầy năng lượng. Thứ hai thì chúng ta cùng xét về nữ mệnh. Xét về phương diện tình cảm, đối với nữ sinh năm 1980 đã yên bề gia thất thì đây là một năm không được tốt. Vợ chồng có sự bất hòa hay xảy ra cãi vã, mỗi người một nơi. Còn đối với nữ đơn thân thì nên cắt duyên để có thể gặp được người mà mình mong muốn. Còn trong năm nay thì tình duyên cũng có sự chia ly. Để có được sự hấp dẫn hơn với người khác phái thì nên thỉnh khổng tước phỉ thúy. Khổng tước phỉ thúy là vật phẩm phong thủy hàng đầu về kích tình duyên. Nó được thiết kế bằng đá phỉ thúy. Trên đó có hình tượng chim công được làm bằng bạc 925. Chim công là biểu tượng của sự sang trọng, quý phái, quyền quý cao sang, nên đây là một trong những vật phẩm phong thủy hàng đầu về kích tình duyên. Cung tam hợp tử vi tuổi canh thân năm 2020, nữ mạng có các sao Thiên Việt, Thiên Phúc, Thanh Long, Quan Đới, Tuế Phá, Thiên Hư, Thiên Khốc, Triệt Phượng Cát, Giải Thần, Thai, Phục Binh, Điếu Khách, Quả Tú, Địa Võng. Đây là bộ sao chủ về có quý nhân giúp đỡ, tuy nhiên thì có nhiều chuyện phiền lòng và mất mát của cải trong nhà, chú ý có tan trong nhà. Xét về phương diện sức khỏe năm 2020, chú ý xe cộ cẩn thận, chú ý đi xe cộ thì cẩn thận, bệnh thiếu máu hay là có bệnh về đau nửa đầu. Cung đặt mệnh tử vi tuổi canh thân nữ mạng năm 2020 có các sao Thiên Khôi, Thiên Chủ, Thiên Mã, Tăng Môn, Cô Thần, Phi Liêm. Bệnh, đây là bộ sao chủ về sức khỏe không được tốt, thiếu máu và trong nhà có chuyện buồn đưa tới. Cung xung chiếu tử vi nữ năm 1980 vào năm Canh Tý có các sao Lộc Tồn Bác Sĩ, Tràn Sinh, Bạch Hổ. Đây là bộ sao chủ về ra ngoài, sức khỏe không được tốt, có bệnh trong người, có bệnh về đường tiêu hóa, ăn uống không được tốt. Hãy thỉnh bát bảo tâm kinh để đem lại bình an sức khỏe. Bát bảo tâm kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là hình tượng tám bảo vật của nhà Phật tượng trưng cho sự bình an, may mắn, mặt sau là bát nhã tâm kinh và ngũ bộ chú giúp gia tăng phúc đức phúc phần. Phúc phần tăng thì tuyệt nhiên sức khỏe cũng tốt, làm gì cũng tràn đầy năng lượng. Xét về phương diện làm ăn, sự nghiệp thì công việc có quý nhân giúp đỡ, tuy nhiên cũng có sự vất vả và khó khăn trong cuộc sống. Xét về tài lộc thì cung đặt mệnh tử vi tuổi canh thân nữ mạng 2020 có các sao Thiên Khôi, Thiên Chủ, Thiên Mã, Tăng Môn, Cô Thần, Phi Liêm. Bệnh, đây là bộ sao chủ về có quý nhân giúp đỡ. Tiền bạc không được tốt, mọi việc làm ăn đều không mang lại may mắn. Cung nhị hợp tử vi tuổi canh thân năm 2020, nữ mạng có các sao Thiên Quan, Lưu Niên, Văn Tinh, Tuyệt, Đại Hao, Trực Phù. Đây là bộ sao chủ về tiền bạc có sự tiêu pha nhiều. Tổng quan tử vi tháng của tuổi canh thân năm 2020. Tử vi tháng 1 năm 2020 âm lịch, trong tháng âm lịch đầu tiên của năm Canh Tý, về tổng thể thì vận thế của người tuổi thân ở mức khá là lý tưởng. Trên cả
hai phương diện tình cảm và sự nghiệp đều có những dấu hiệu đáng mừng. Trong công việc thì bản mệnh dễ tìm được cơ hội để thể hiện tài năng và trí tuệ của mình, nhận được sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp và tán thưởng của cấp trên. Thời điểm này, nếu có bất kỳ vướng mắc nào trong công việc, bạn cũng có thể giải quyết một cách thuận lợi. Còn mối quan hệ với đồng nghiệp thì vô cùng hài hòa, đoàn kết khiến mọi việc cũng tiến triển thuận lợi hơn. Trong chuyện tình cảm thì người tuổi Canh Thân ít khi xảy ra tranh cãi hay là mâu thuẫn với nửa kia. Mối quan hệ giữa hai người này càng sâu sắc và thấu hiểu, cho dù là trong công việc hay là mọi mặt của cuộc sống, đôi bên đều có thể trở thành điểm tựa của nhau. Từ vi tháng 2 năm 2020 âm lịch sang tháng 2 âm lịch, tài lộc của người tuổi Canh Thân vẫn có những dấu hiệu tích cực. Tuy nhiên thì sức khỏe lại có dấu hiệu giảm sút nhưng không mấy nghiêm trọng. Hoạt động kinh doanh buôn bán của bản mệnh gặp nhiều điều thuận lợi do được thần tài ghé thăm. Vì thế không những có được khoản lợi nhuận dồi dào mà còn có thể cạnh tranh, giành được những thành tích đáng mừng, từ đó nhận được nhiều lời tán thưởng. Người tuổi này có thể thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, vì vậy cần nghỉ ngơi thư giãn hợp lý, không nên làm việc quá sức kẻo gây tác động xấu đến cơ thể. Chú ý ăn mặc, ăn uống để tránh các bệnh theo mùa như là cảm cúm, nhức đầu, sốt. Từ vi tháng 3 năm 2020 âm lịch, vào thời điểm tháng 3 năm Canh Tý, cả tài lộc và sự nghiệp của người Canh Thân đều đi xuống. Trong công việc, vì cấp trên kìm kẹp và tỏ thái độ thiếu công bằng nên bản mệnh không có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp, việc thăng chức tăng lương nằm ngoài tầm với. Dưới tình huống như vậy thì bạn cần phải học cách giữ bình tĩnh, khiêm tốn, lắng nghe mọi người, không nên đối đầu trực diện với cấp trên. Trên phương diện tài lộc, con giáp này dễ lâm vào tình cảnh phá sản hoặc là thất thoát tài sản, thu nhập không ổn định, có thể vay mượn người thân hoặc là bạn bè. Có kế hoạch chi tiêu hợp lý, chỉ cần dành tiền cho những thứ thật sự cần thiết. Từ vi tháng 4 năm 2020 âm lịch, vận thế của bản mệnh lên xuống khá thất thường trong thời điểm này. Tuy nhiên, xét về tổng thể thì dấu hiệu phát triển đi lên, tình hình sức khỏe có nhiều biểu hiện không tích cực. Trong công việc, tuổi Canh Thân tháng 4 này có thể sẽ gặp phải nhiều tình huống rắc rối phức tạp, nhưng nếu bình tĩnh thì mọi việc đều có thể giải quyết một cách ổn thỏa. Rất có thể quý nhân sẽ xuất hiện vào cuối tháng, giúp cho bản mệnh giải quyết được khó khăn, đồng thời đạt được những mục tiêu như kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, bạn cần phải thận trọng khi giải quyết bất cứ công việc nào, bởi kẻ tiểu nhân luôn rình rập xung quanh tìm ra cơ hội thích hợp để ra tay hãm hại bạn. Tình hình sức khỏe của người tuổi này không như ý, vì vậy cần chú ý đến vấn đề ăn uống đúng giờ giấc, không nên ăn nhiều đồ ăn nhanh hoặc là ăn đồ ăn không hợp vệ sinh gây ảnh hưởng đến tiêu hóa. Từ vi tháng 5 năm 2020 âm lịch, tháng 5 âm lịch thì chuyện tình cảm của người tuổi Canh Thân khá là bình ổn, tuy nhiên tài lộc lại có dấu hiệu xuống dốc khá nghiêm trọng. Trong thời điểm này, những người còn độc thân có thể chinh phục được ánh mắt người khác giới trong những buổi tụ tập họp mặt nhờ có bản tính cởi mở, tháo vát và hài hước của mình. Bạn có thể kết thân được với nhiều người chân thành, từ đó có cơ hội tìm ra một đối tượng thực sự phù hợp với mình. Bản mệnh tham gia nhiều vào các buổi tiệc tùng tụ tập và cần phải chi phí nhiều khoản nên khá là tốn kém. Thêm vào đó thì công việc bình bình khiến bạn không có thêm nhiều khoản thu nhập phụ. Thêm vào đó, công việc bình bình khiến bạn không có thêm nhiều khoản thu nhập phụ. Vì thế nếu có thể, bạn không nên tham gia quá nhiều vào những buổi giao lưu gặp gỡ, phòng tránh tình trạng không còn khoản dư nào vào cuối tháng. Từ vi tháng 6 năm 2020 âm lịch, sự nghiệp của người tuổi Canh Thân có những bước tiến khá là lạc quan, đồng thời tài lộc cũng có nhiều dấu hiệu tích cực trong tháng 6 âm lịch. Người đi làm thì có thể tìm được cơ hội phát huy sở trường của mình, đề ra được nhiều phương án phát triển có lợi cho tập thể, thậm chí có thể nhận được sự tin tưởng và yêu mến của cấp trên, khâm phục ngưỡng mộ của đồng nghiệp. Nếu cố gắng hết mình thì con giáp này có thể vươn tới cơ hội thăng quan tiến chức. Tuy nhiên, bạn cũng không nên quá kiêu ngạo dẫn đến sơ suất không đáng có hoặc khiến những kẻ tiểu nhân chướng tay gai mắt tìm cơ hội hãm hại bạn. Phương diện tài chính của con giáp này được duy trì khá ổn định, mặc dù đôi khi còn gặp phải những vấn đề chi tiêu cần cân nhắc suy nghĩ, nhưng về tổng thể thì không gây tổn hại quá nhiều cho tình hình tài chính chung. Đến cuối tháng thì bản mệnh có thể đạt được mục tiêu mà bản thân đã đề ra. Từ vi tháng 7 năm 2020 âm lịch, tình hình sự nghiệp của tuổi Canh Thân khá là ảm đạm, chuyện tình cảm cũng không được như ý muốn, đặc biệt là vào khoảng thời gian cuối tháng có dấu hiệu xuống dốc rõ rệt. Trong sự nghiệp thì bản mệnh thường dựa vào sự thông minh và khôn vặt của mình để hoàn thành nhiệm vụ. Vì thế, đôi khi
bạn có thể đạt được kết quả khá là lý tưởng. Tuy nhiên thì không nên để tình. Muốn có được bước phát triển bền vững, bản mệnh cần phải dựa vào chính khả năng thực sự của mình. Trong chuyện tình cảm, cả những người đang ở trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt và những người đã kết hôn nhiều năm đều có thể phải đối diện với nguy cơ đổ vỡ tình cảm. Vì vậy, bản mệnh cần phải quan tâm đến đối phương nhiều hơn, tránh tạo cơ hội để kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ của hai người. Tử vi tháng 8 năm 2020 âm lịch. Về vấn đề tình cảm của người tuổi Thân, trong tháng 8 có những chuyển biến tích cực hơn so với tháng trước. Tuy nhiên thì vấn đề sức khỏe lại cần phải chú ý nhiều hơn. Trong tháng này, bản mệnh trở nên cực kỳ đào hoa. Những người độc thân nhận được sự quan tâm chú ý của nhiều người khác giới, thậm chí có nhiều người trực tiếp bày tỏ ý định muốn theo đuổi. Tuy nhiên, nếu bản mệnh là người có được đối tượng hoặc là những người đã lập gia đình thì đây hoàn toàn không phải là một dấu hiệu tốt. Khi mà trò chuyện giao lưu với người khác giới thì bản mệnh cần có cách ứng xử và giữ một khoảng cách phù hợp, không nên có tư tưởng ngoại tình gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Về vấn đề sức khỏe, bản mệnh cần tìm ra phương pháp rèn luyện cơ thể phù hợp với mình, không nên vận động quá sức hoặc là tham gia những môn thể thao hoạt động quá mạnh, bởi như vậy có thể sẽ gây tổn thương đến gân cơ, xương cốt hoặc là những bộ phận quan trọng. Tử vi tháng 9 năm 2020 âm lịch. Bước vào tháng 9 âm lịch năm Canh Tý, sự nghiệp của tuổi Canh Thân có dấu hiệu lạc quan, tuy nhiên tài lộc không có nhiều điểm sáng. Người tuổi này có thể tạo ra những thành tích đột phá trong công việc, đặc biệt là những người làm ở vị trí và lãnh đạo. Đặc biệt là những người làm ở vị trí quản lý và lãnh đạo. Những phương án và sách lược đúng đắn của bạn có thể đưa đơn vị phát triển lên một tầm cao mới, khiến lợi tăng cao. Tuy nhiên, trong lĩnh vực tài chính, những người làm kinh doanh dễ phải chịu nhiều tổn thất, đặc biệt là khi cạnh tranh. Dưới tình huống này thì bản mệnh không nên vội vàng rối trí mà nên giữ sự bình tĩnh, xem xét kỹ vấn đề còn tồn tại là gì, chứ không nên tìm cách hãm hại người khác để kiếm lợi cho bản thân. Tốt nhất là bản mệnh nên thảo luận với đồng nghiệp để tìm ra phương án phát triển hoàn toàn mới cho công ty. Tử vi tháng 10 năm 2020 âm lịch, tài lộc của người tuổi Canh Thân có dấu hiệu phục hồi trong tháng này, tuy nhiên thì chuyện tình cảm lại xảy ra một vài vấn đề nhỏ. Tháng 10 âm lịch, những người khởi nghiệp có thể bắt tay vào thực hiện những công việc khá là hứa hẹn. Nếu biết nắm bắt và cố gắng thì có thể thu được một khoản lợi nhuận rất khả quan. Tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý mỗi khi đưa ra bất cứ một quyết định là hay là tham gia vào bất cứ một bản hợp đồng nào thì bạn cần phải suy nghĩ thật kỹ càng và cẩn thận, tránh đi những rắc rối không cần thiết. Trong chuyện tình cảm thì đôi khi bản mệnh có thể nảy sinh tranh cãi với nửa kia. Vì thế, đôi bên cần thấu hiểu và bao dung cho nhau nhiều hơn, tránh chiến tranh lạnh khiến tình cảm của đôi bên ngày một xa cách. Tử vi tháng 11 năm 2020 âm lịch. Công việc của người tuổi Thân không quá ổn định trong thời điểm tháng 11 âm lịch. Về tổng thể, vận thế có dấu hiệu đi xuống, tuy nhiên tình hình sức khỏe lại có những dấu hiệu đáng mừng. Trong công việc thì bản mệnh thường lơ là, gây nên những sai sót trong công việc. Đồng thời, những kẻ tiểu nhân trốn công sở luôn tìm cơ hội để hạ bệ bạn. Bản mệnh thường xuyên phải nhận lời phê bình chê trách của lãnh đạo công ty, lời phàn nàn của khách hàng, nên tâm lý phải chịu áp lực nặng nề. Nếu không vững vàng trong công việc thì thậm chí vị trí của bạn trong công ty sẽ lung lay. Điều đáng mừng là sức khỏe của bạn trong khoảng thời gian này rất là ổn định. Cả nam và nữ đều không chịu nhiều tác động của các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên thì khi trời lạnh vẫn cần phải chú ý giữ ấm, tránh các bệnh cảm cúm thông thường. Tử vi tháng 12 năm 2020 âm lịch. Trong tháng âm lịch cuối cùng của năm Canh Tý, về tổng thể vận thế của người tuổi Canh Thân có những bước chuyển biến tích cực, đặc biệt là trong lĩnh vực tài lộc và sự nghiệp. Bản mệnh có thể tìm được cơ hội thể hiện trình độ của bản thân, xây dựng được mối quan hệ hòa hợp với đồng nghiệp và cấp trên. Bầu không khí làm việc thoải mái khiến bản mệnh không phải chịu đựng nhiều áp lực, có cơ hội để đưa ra những ý tưởng sáng tạo. Nếu giữ được trạng thái tâm lý tích cực thì bản mệnh chắc chắn sẽ đạt được những thành tích rất đáng mừng trong sự nghiệp. Trong lĩnh vực tài chính thì bạn có thể nhận được một khoản tiền thưởng cuối năm lớn vì đã cống hiến trong suốt thời gian qua. Các hoạt động đầu tư kinh doanh cũng có nhiều. Xét theo phong thủy phi tinh năm 2020,
Xem tử vi tuổi Canh Thân năm 2020, bản mệnh sức khỏe không được tốt, tâm lý căng thẳng, bất an, hệ thống hô hấp cũng dễ xảy ra vấn đề. Con giáp này không kiểm soát được cảm xúc của mình, dễ nóng nảy, hành sự bốc đồng, thiếu suy nghĩ. Cũng chính vì thế mà dù có năng lực, có tài hoa, nhưng để đi đến thành công trong sự nghiệp, thì những chú khỉ lại phải trải qua khá nhiều khó khăn trở ngại, mâu thuẫn với đồng nghiệp cấp trên hay những chuyện thị phi đồn đại thất thiệt có thể khiến bạn mất đi cơ hội thăng tiến. Điểm sáng trong năm là đường tài lộc rực sáng, việc hợp tác đầu tư kinh doanh sẽ mang về cho con giáp này nguồn thu nhập khổng lồ. Theo tử vi 2020, trong năm nhị hắc nhập cung chính nam, đây chính là phương vị quyết định sức khỏe của gia chủ. Bản mệnh nên lưu ý tránh đặt bàn ghế giường ngủ ở vị trí này trong nhà. Ở góc chính nam trong nhà luôn phải dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ, không để đồ đạc bừa bãi. Tốt nhất nên để vị trí này có ánh sáng thường xuyên, không khí thông thoáng, dễ lưu thông để xua tan đi không khí, đón cát khí về, tránh được ốm đau bệnh tật. Còn ở góc tây nam lại là văn xương vị năm 2020, bản mệnh nên đặt cây cảnh ở đây, tốt nhất là 4 cây. Chọn những loại cây thường xanh để phong thủy thêm vượng, giúp cho con đường công danh sự nghiệp được thêm phần thuận lợi, như ý. Phương vị chính nam là phương vị của hỷ thần. Nếu thấy chuyện tình cảm không được như ý, gia chủ có thể đặt tự kỳ lân phong thủy ở phòng khách để vượng vận quý nhân. Có tình yêu chỉ đường dẫn lối, đón tin vui về nhà. Như đã hứa ngay từ đầu thì chúng tôi có nói sẽ tặng cho các bạn tuổi Canh Thân Thái Tuế Phù làm bùa may mắn cho mình. Để nhận quà cũng như thỉnh các vật phẩm phong thủy, các bạn hãy liên hệ hotline với chương trình. Chuyên viên phong thủy may mắn sẽ giải đáp cho các bạn mọi thắc mắc về tử vi phong thủy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Để thể hiện quan điểm của mình thì các bạn hãy để lại quan điểm cá nhân bên dưới phần bình luận của phong thủy may mắn để phong thủy may mắn tiếp tục hoàn thiện và phát triển nhé. Hẹn gặp lại vào những chương trình sau.